Người cung đoài mệnh kim xây nhà năm 2020 hướng đông tứ mệnh hay tây tứ mệnh được lộc trời cho, giàu sang vô đối. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại chương trình Phong thủy may mắn. Tôi là Như Quỳnh, trợ lý của thầy Gia Cát. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý anh chị và các bạn về việc động thổ làm nhà cho người cung càn và cách chọn hướng nhà hợp với người cung càn cũng như là cách hóa giải nhà không hợp hướng. Các bạn thân mến, trong suốt thời gian qua thì Phong thủy may mắn đã nhận được rất nhiều ý kiến của quý vị khán giả hỏi về phong thủy nhà ở, đặc biệt là vấn đề xây nhà năm 2020, 2021 và 2022. Phương pháp hóa giải nhà không hợp hướng khi bị phạm vào tuyệt mệnh, ngũ quỷ, lục sát hỏa hại và những câu hỏi về kích hoạt tài lộc cho những người ở nhà hợp hướng, phục vị thiên y, diên niên sinh khí. Phạm vào hướng xấu thì có nên kích hoạt tài lộc hay không? Ở hướng tốt thì cần phải hóa giải điều gì? Được sự tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt về vấn đề này. Hôm nay, Phong thủy may mắn sẽ chia sẻ cho các bạn về kiến thức chọn hướng nhà tốt để xây dựng trong năm 2020 cũng như là cách hóa giải hướng nhà xấu. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Người thuộc cung đoài bao gồm những người có năm sinh sau đây: nam mạng sinh năm 1921 Tân Dậu, 1930 Canh Ngọ, 1939 Kỷ Mão, 1948 Mậu Tý, 1957 Đinh Dậu, 1966 Bính Ngọ, 1975 Ất Mão, 1984 Giáp Tý, 1993 Quý Dậu, 2002 Nhâm Ngọ, 2014 Tân Mão, 2020 Canh Tý. Về nữ mạng sinh năm 1929 Kỷ Tỵ, 1938 Mậu Dần, 1947 Đinh Hợi, 1956 Bính Thân, 1965 Ất Tỵ, 1974 Giáp Dần, 1983 Quý Hợi, 1992 Nhâm Thân, 2001 Tân Tỵ, 2010 Canh Dần, 2019 Kỷ Hợi. Những người thuộc cung đoài mệnh kim có bốn hướng tốt: tây phục vị, tây nam thiên y, đông bắc diên niên, tây bắc sinh khí. Còn bốn hướng xấu là bắc họa hại, đông tuyệt mệnh, đông nam lục sát và nam là ngũ quỷ. Đầu tiên thì chúng ta cùng xét về hướng tây thì gồm có ba sơn Canh, Dậu, Tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2020 Canh Tý cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới. Nhà tọa giáp hướng Canh và tọa ất hướng Tân có thể xây mới vào năm 2020. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn tháng 3, 4, 5 và 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất thì anh chị chọn vào tháng 4 và tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết thì anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy Phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Người thuộc cung đoài xây nhà vào hướng tây thuộc tây tứ mệnh hợp hướng được phục vị là sao tả bồ thuộc mộc hướng đông nam, tượng quái là tốn, chủ về quan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để có thể hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, xấu thì hợp xấu, nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, đó là gương bát quái tinh cầu để hóa giải sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Xét sang hướng tây nam thì gồm có ba sơn Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến tây nam, ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới vào năm 2020 thì cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa, vào năm 2020 thì sơn Thân phạm vào mậu kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây mới thì chọn vào tháng 3, 4, 5, 6 và 9. Trong trường hợp mà tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9 và tháng 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất là cát. Người cung đoài xây nhà hướng này thuộc tây tứ mệnh, hợp hướng được thiên y thuộc sao cự môn thổ, hướng đông bắc tượng quái là cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày, vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để có thể hóa giải. Ngoài ra, cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn.
Xét sang hướng đông bắc thì bao gồm có ba Sơn, Sửu, Cấn, Dần, 22,5 đến 67,5 độ, năm Canh Tý, nhất Bạch, Tài, Tinh, Đáo đến, nhất Bạch ngũ hành thuộc Kim, Đáo và đông bắc ngũ hành thuộc Thổ, Thổ Kim tương sinh nên năm 2020 thì xây mới hay tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tỏa thân hướng Dần thì không nên xây mới vì hướng Dần bị phạm vào Mộng đô thiên sát. Anh chị xây mới chọn tháng 4, tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa thì chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch và liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để có thể lựa chọn được ngày giờ may mắn bổ long phù sơn cho gia chủ. Người cung đoài xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh nên hợp hướng được diên niên là sao Vỗ Khúc thuộc Kim, hướng Tây Bắc tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả thì nên đặt cửa giường về phía diên niên theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để có thể hóa giải hoặc sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Còn trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy, đó là gương bát quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức giúp gia chủ có được may mắn và tài lộc. Về hướng Tây Bắc gồm ba Sơn, Tuất, Càn, Hợi, 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2020 bát bạch tài tinh đáo đến, bát bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung, thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa tị hướng Hợi, tọa phạm tam sát nên tuyệt đối không xây mới vào năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm thì nên khởi công vào tháng 4, tháng 6, tháng 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Người cung đoài mà ở hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi vì sinh khí tượng là sao Tham Lam thuộc mộc hướng Đông tự quái là Trấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có được sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các đường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học dương ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Về sắp xếp lại bố cục phong thủy thì cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Còn xét đến hướng Bắc thì gồm có ba Sơn, Nhâm, Tý, Quý, 337,5 đến 22,5 độ. Thái Tuế tại Tý, hướng Bắc là chính Thái Tuế, với nhà tọa ngọ hướng Tý, tọa phạm Tuế phá và tam sát, hướng phạm Thái Tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm phạm tam sát cũng không nên xây. Nhà tọa Quý hướng Đinh phạm Mộ Long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Người cung đoài mà ở nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh không hợp hướng bị phạm vào họa hại là sao Lộc Tồn thuộc Thổ, hướng Tây Nam tượng quái là Khôn, chủ về tổn thương cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Còn trong trường hợp mà đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải các cục nhà không hợp hướng. Hướng tiếp theo đó là hướng Đông gồm ba Sơn, Giáp, Mão, Ất, 67,5 đến 112,5 độ, phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, ngũ hoàng ngũ hành thuộc Thổ, đáo đến mộc cung hướng Đông, mộc khắc Thổ nên những nhà tọa tây hướng Đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể bạn tuổi gì. Hơn nữa, nhà tọa Dậu hướng Mão còn phạm vào Mộ Long biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cát lành. Vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vậy nên không nên làm ẩu, kẹo rước họa vào thân. Người cung đoài mà xây nhà hướng Đông thuộc Đông tứ mệnh không hợp hướng bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim, tượng quái là Đài, chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy người cung đoài khi mà xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý cho 5 tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp mà gia chủ đang ở nhà hướng Đông rồi thì cũng cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách
treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không vướng. Còn xét sang hướng đông nam thì gồm có 3 sơn thìn tốn tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2020 canh tý sau lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim đáo và đông nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa càn hướng tốn và tọa hợi hướng tỵ phạm mộ long biến vận, không nên xây mới. Nếu xây thì chọn tháng cắt lành đó là tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Còn tọa thìn hướng tuất không phạm sát nên cứ sau đồng chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Người cung đoài xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc đông tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tượng quái lạc hạm, chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung và công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sau: sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách cục phong thủy, hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ cung đoài đang ở nhà hướng đông nam rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng. Còn xét về hướng nam thì gồm có 3 sơn bính ngọ đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 xây nhà đại cát, vì vậy những hướng nhà tọa bắc hướng nam năm 2020 cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ đó là tháng riêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8 và 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tả sửa chữa thì nên chọn tháng 2 và tháng 7 âm lịch sẽ rất cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành và may mắn hơn. Người cung đoài xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dậy. Hơn nữa vào năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này. Nếu có điều kiện thì nên bán đi mua ở nơi khác cát lành, hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Còn trong trường hợp người cung đoài đang ở nhà hướng nam thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng. Trên đây thì phong thủy may mắn vừa phân tích chi tiết về từng hướng nhà cho người cung càn khi xây mới vào năm 2020 cát hung như thế nào. Việc xét lưu niên cát hung để xây dựng là một việc làm hết sức quan trọng. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến vận số của ngôi nhà mà mình đang ở sau này. Ngoài những yếu tố ảnh hưởng đến từng hướng nhà, chúng ta thì cũng cần phải xét đến việc bố trí mặt bằng công năng cũng như là bố trí nội thất, chọn hướng giường, hướng bếp, hướng ban thờ như thế nào cho hợp với phong thủy, giúp cải vận ngôi nhà và con người sống ở trong đó. Quý anh chị nên mời trực tiếp thầy phong thủy về khảo sát và lên mặt bằng bố trí công năng, sắp xếp lại phòng bàn một cách hợp lý như sau. Chọn hướng cửa nhà cho người mệnh đoài, hướng về phương vị tốt. Người có mệnh đoài khi mà chọn hướng cửa để làm nhà nên lấy tọa tây nam hướng đông bắc, trường tồn bền vững, tọa đông hướng tây bình ổn, tọa đông bắc hướng tây nam sức khỏe mau lành bệnh, hoặc là tọa đông nam hướng tây bắc phát triển. Màu cửa hợp với cả mạng kim đó là trắng, vàng, bạc, xanh da trời, xanh lục và nâu. Chọn hướng tốt cho phòng ngủ nên chọn phòng ngủ ở các hướng tây nam, tây, tây bắc và đông bắc. Hướng đầu khi nằm ngủ đó là chọn phòng ngủ như là hướng phòng để đi vào giấc ngủ sâu và thoải mái. Ngược lại, đặt đầu ở vị trí các hướng bắc, đông, đông nam thì rất dễ mất ngủ. Đặt đầu về hướng nam sẽ gây ngủ mê. Còn hướng đặt bếp, hướng cửa bếp cũng như là hướng cửa phải quay về hướng tốt. Nếu miệng bếp tốt nhất thì nên hướng về tây bắc, làm như vậy có thể khiến tinh thần sung mãn, tăng thêm sức sống. Nếu gia chủ mắc bệnh lâu năm khó chữa nên chuyển hướng cửa bếp sang cửa tây nam, như vậy sẽ giúp cho người đó mau lành bệnh. Có một điều cần phải chú ý là chọn hướng nhà cửa nhà thì thường áp dụng cho đàn ông, trừ khi mà nhà không có đàn ông thì mới lấy tuổi của phụ nữ. Còn hướng bếp vào giường ngủ thì đa phần chọn vào tuổi của phụ nữ. Hướng bàn làm việc tốt cho người mệnh đoài đó là hướng tốt nhất, lưng quay về hướng đông nam và mặt hướng về tây bắc.
màu sắc phù hợp đối với người mệnh đoài, hành thổ, vàng, cà phê, hành kim, vàng đồng, trắng. Màu sắc kỵ với người mệnh đoài đó là hành hỏa, đỏ, tím, cam, hành thủy, đen, xanh lam. Màu sắc trung tính, hành mộc, xanh da trời, xanh lục. Màu khai vận, màu vàng, màu trắng. Ngũ hành thuộc kim, thổ sinh kim là sinh khí, kim với kim là vượng khí. Cho nên hai màu vàng và màu trắng là không thể thiếu đối với những người mệnh đoài. Còn về màu suy đó là màu đỏ, hỏa khắc kim. Vì vậy, những ai muốn tránh xa vận đen thì nên hạn chế những vật dụng liên quan tới màu đỏ, màu nóng. Con số liên quan tới người mệnh đoài, con số khai vận tốt nhất đó là 0549, số suy đó là 2 và 7. Con số và tầng nhà thích hợp đối với người mệnh đoài 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30, 31. Việc lựa chọn cho mình hướng nhà hợp lý là điều hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến số vận của một đời người. Vì vậy, việc xây nhà và lựa chọn bố cục phong thủy nhà ở phải hết sức hợp lý để phù hợp với công năng sử dụng của tất cả những người trong gia đình, giúp cho gia đình bạn có cuộc sống viên mãn hơn. Để việc xây nhà được cát lành, ta xét đến các yếu tố sau. Đầu tiên là về thái tuế, khả tọa bất khả hướng. Có nghĩa là nếu làm nhà năm 2020 năm Tý thì hướng Tý Bắc phạm vào thái tuế. Vì vậy, tất cả những nhà hướng Bắc đều không xây được, do thái tuế là tối đẳng thượng thần, là thần sát lớn nhất trong năm, vì vậy không nên động vào chạm vào. Thái tuế tốt thì không gì tốt bằng, nhưng khi phạm vào thì hung họa cũng thật khó lường. Do vậy, những nhà hướng Bắc năm 2020, trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải xem xét thật kỹ, cần phải lựa chọn thầy phong thủy uy tín tư vấn và thiết kế bố cục phong thủy hợp lý để có thể hóa giải. Còn về tuế phá, đối diện thái tuế là tuế phá, có nghĩa là nếu năm 2020, năm Tý thì hướng Ngọ Nam phạm. Vì vậy, tất cả những nhà hướng Nam có tọa độ 180 cộng trừ 7,5 độ không nên xây mới, bất kể bạn tuổi gì. Vì vậy, trước khi xây nhà cần phải đo đạc cẩn thận xem nhà mình có rơi vào tọa độ này hay không. Nếu đúng thì không nên xây mà chọn năm khác xây mới được. Còn rơi vào những độ số khác nhau thì cần phải tham khảo ý kiến từ chuyên gia trước khi xây mới hay sửa chữa để được cát lành nhất. Còn về tam sát, khả hướng bất khả tọa, tam sát bao gồm tuế sát, kiếp sát, tai sát, chúa tể của âm khí, chết chóc của bệnh tật nặng. Năm Dần Ngọ Tuất sát hướng Bắc, năm Thân Tý Thìn sát hướng Nam, năm Hợi Mẹo Mùi sát hướng Tây, năm Tỵ Dậu Sửu sát hướng Đông. Năm 2020 kỵ tọa Nam, vì vậy những nhà hướng Nam không nên xây mới trong năm 2020. Còn về sao Lực Sĩ, vốn là sao hộ thần của sao Thái Tuế, là hung tinh, là thần hung ác, gây sát thương, tai nạn, tai họa bất thình lình. Về cách tính Lực Sĩ, Hợi Tý Sửu, Lực Sĩ tại Cấn, Dần Mão Thìn, Lực Sĩ tại Tốn, Tỵ Ngọ Mùi, Lực Sĩ tại Khôn, Thân Dậu Tuất, Lực Sĩ tại Càn. Năm 2020 kỵ hướng Đông Bắc, vì vậy những nhà tọa Khôn hướng Cấn không nên xây mới hay sửa chữa trong năm 2020. Còn về ngũ hoàng sát, ngũ hoàng được tính theo huyền không phi tinh. Ngũ hoàng là đại sát tinh, chủ về bệnh tật, chết chóc, tai nạn, bại sản. Năm 2020, ngũ hoàng đại sát hướng Đông. Để tránh những tai nạn do ngũ hoàng đại sát mang đến, những nhà hướng Đông năm 2020 tuyệt đối không xây mới hay sửa chữa. Còn về mậu kỷ đô thiên sát, kỵ tọa nhà, năm giáp kỷ tại Sơn Thìn Tỵ, tối kỵ luôn vào tháng Thìn Tỵ, tức là tháng 3 và tháng 4. Năm Ất Canh tại Sơn Dần Mão, năm Bính Tân tại Sơn Tuất Hợi, năm Đinh Nhâm tại Sơn Thân Dậu, năm Mậu Quý tại Sơn Ngọ Mùi. Năm 2020 thì không tọa nhà Sơn Dần Mão, những nhà hướng Đông Bắc tọa Thân hướng Dần và nhà hướng Đông tọa Dậu hướng Mão, không xây mới bất kể bạn tuổi gì. Còn về Mộ Long biến vận sát, Mộ Long không được tọa nhà ở đó sẽ phạm vào người đàn ông lớn trong nhà giảm thọ. Phạm Mộ Long không hóa giải được, chỉ có cách đợi tháng nào có các tinh đến thì sửa, tạm thời phải chấp nhận. Ví dụ vào năm Kỷ Hợi, xây dựng căn nhà tọa Tý hướng Ngọ, long mạch từ Tý đến. Long Tý đem đến đối chiếu với bảng hồng phạm ngũ hành thì thuộc hành thủy, thủy cục thì mộ cố tại Thìn. Xem xét năm Kỷ Hợi, lấy ngũ thử độ thì ta khởi giáp Tý. Giáp Tý, Ất Sửu, Bính Dần, Đinh Mão, Mậu Thìn, ta biết rằng vào năm Kỷ Hợi, mộ cố của căn nhà tọa Tý là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc, mà năm Kỷ Hợi có nạp âm là Bình Địa Mộc, bằng với Mộ Long là tốt.
Hành của Mộ Long bằng sinh, nhập và khắc xuất với nạp âm 5 tháng ngày giờ là tốt. Sinh xuất và khắc nhập là hung. Năm 2020 Mộ Long tại 4 Sơn Càn, Hợi, Đoài, Đinh. Vì vậy, những nhà hướng Đông Nam tọa Càn hướng Tốn, tọa Hợi, hướng Tỵ không xây mới. Nhà hướng Tây tọa Mão hướng Dậu không xây mới. Nhà hướng Bắc tọa Đinh hướng Quý không xây mới bất kể là bạn tuổi gì. Cần phải tham khảo ý kiến của chuyên gia để được tư vấn chi tiết và cụ thể, từ việc chọn thời điểm làm nhà đến tư vấn bố cục phong thủy hợp lý với thế đất và tuổi của gia chủ, đảm bảo cho việc xây nhà năm 2020 được cát lành may mắn. Tiếp theo đó là không phạm lạc quái. Lạc quái là đường sơn hướng của nhà, đường tâm cổng cửa nằm sát vào đường phân tuyến giữa các quẻ. Lạc quái là tiến thoái bất nhất, vợ chồng lục đục, anh em bất hòa, văn nhân hay mắc phải bệnh tâm thần, nhiều sự việc bất hạnh liên tiếp xảy ra, người ta gọi là lạc quái, là tiện cục. Tiếp theo đó là không phạm âm dương sai thác. Âm dương sai thác là đặt sơn hướng của nhà hoặc là tâm của cổng cửa nằm đúng vị trí của bát long sau: Bính Thìn, Kỷ Tỵ, Kỷ Mùi, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Ất Hợi, Quý Sửu và Bính Dần. Nhà phạm vào âm dương sai thác là tiến thoái lưỡng nan, còn gọi là âm dương sai thố. Nhà loại này hay bị kiện tụng, miệng tiếng thị phi khẩu phiệt, tổn nhân đinh, dễ mất chức, giới sĩ thì bị bôi bẩn hoen ố. Nhà này gọi là bại cục. Sửa nhà cơi nới, ngoài các yếu tố trên thì chú ý thêm không được sửa vào năm nhị hắc đáo hướng, hướng nam vào năm 2020. Như vậy, trong 24 sơn hướng, những mảnh đất có sơn hướng sau không được khởi sự, đó là Tý, Ngọ, Nhâm, Quý, Sửu, Cấn, Dần, Giáp, Mão, Ất, Mộ Long tính riêng cho từng hướng. Các sơn hướng khác thì cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để được lựa chọn thời điểm và bố cục xây nhà hợp lý nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài phân tích của chuyên gia phong thủy may mắn về việc xây nhà năm 2020. Như quý vị đã biết, phong thủy là một bộ môn khoa học có từ hàng ngàn năm trước, nó đã được kiểm chứng trong suốt thời gian dài. Vì vậy, chớ nên coi thường yếu tố phong thủy khi tiến hành xây mới, sửa chữa nhà cửa. Điều chắc chắn là đừng để nước đến chân rồi mới chạy. Nếu có ý định làm nhà thì hãy chuẩn bị trước ít nhất từ 3 đến 6 tháng, thậm chí là 1 đến 5 năm để có thể chủ động trong việc chọn thời điểm cũng như là thiết kế bố cục phong thủy hợp lý. Không nên để ý quá nhiều vào việc mình tuổi gì, mà hãy xem mảnh đất nhà mình định làm được hướng bao nhiêu độ, tọa bao nhiêu độ, sau đó sử dụng la bàn, la kinh hay là điện thoại tốt để có thể đo độ xem hướng đó bao nhiêu độ, rồi cho thầy biết, thầy sẽ cho bạn lời khuyên. Tất nhiên còn có nhiều yếu tố ngoại loan đầu và rất nhiều yếu tố khác nữa. Vì vậy, việc lựa chọn được thời điểm làm nhà là hết sức quan trọng, cần phải có được sự tư vấn từ các chuyên gia phong thủy uy tín. Bởi vậy, nên quý anh chị đừng ngần ngại liên hệ với các thầy của phong thủy may mắn để có thể được tư vấn chi tiết cụ thể. Hãy đăng ký kênh để nhận được những kiến thức phong thủy bổ ích, ứng dụng trực tiếp vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.